Thế nên là video này mình sẽ dành tặng cho những bạn nào đang xem video ở trên điện thoại để có thể đăng ký tài khoản cũng như là xác minh danh tính đầy đủ tất cả các bước ở trên chiếc điện thoại luôn. Thì các bạn có thể chọn một cái video bất kỳ ở trên kênh của mình hoặc là video mà các bạn đang xem này. Mình đều sẽ để một cái link đăng ký ở phía dưới phần mô tả. Thì các bạn ấn vào cái phần có cái mũi tên nhỏ nhỏ phía dưới video này, góc bên tay phải này. Đó, các bạn ấn vào. Đây, thì nó sẽ hiện xuống dưới. Ở đây thì mình có để link đăng ký tài khoản Binance giảm 10% phí giao dịch nhé. Thì khi các bạn click vào cái link này, đấy, thì các bạn mở ở cái phần nào cũng được. Các bạn tiện phần nào mở. Như mình là mình mở Safari đi. Mình dùng iPhone mà. Đây, ở đây khi mà các bạn ấn vào thì nó sẽ hỏi đầu tiên là các bạn sống ở đâu. Thì các bạn ấn vào là ở Việt Nam này là đúng rồi. Các bạn ấn vào xác nhận. Rồi các bạn ấn vào phần là tạo tài khoản cá nhân cho mình. Đây, cái dòng màu vàng ấy. Được rồi. Ở đây thì các bạn có thể thấy được là bạn đã được mời tham gia Binance. Và nó có một cái vé 10% ở phía trên này này. Và cái ID giới thiệu ở dưới là cái ID giới thiệu của mình. Đó. Thì như vậy là các bạn đăng ký tài khoản bây giờ là bạn đã được giảm 10% rồi đấy. Thì đầu tiên thì các bạn nhập cái email mà các bạn hay dùng vào. Thì mình sẽ dùng một cái email phụ của mình nhé. Ok. Mật khẩu. Cái phần mật khẩu này thì các bạn chú ý cho mình là nó sẽ có một số yêu cầu. Ví dụ ở đây mình sẽ đề là Dương chẳng hạn. À, Alex. Đấy. Thì nó có 3 yêu cầu là tối thiểu phải là 8 ký tự. Tối thiểu phải có một chữ số và một chữ viết in hoa. Đây mình sẽ cho các bạn xem luôn. Đây như của mình như thế này là chưa đủ điều kiện này. Thì mình sẽ đổi cái chữ Dương ở đầu tiên này thành cái chữ giờ viết hoa. Đấy, thế là được một cái điều kiện. Còn ở phía dưới thì cần phải có số. Thì mình sẽ để số là 123 chẳng hạn. Đó, thì nó đầy đủ các điều kiện như này là được rồi. Đây, nhận thông tin cập nhật từ Binance qua email. Thì bạn cứ tích vào cho mình. Bởi vì nhiều khi là đến những cái buổi đặc biệt, ví dụ như đợt Noel vừa rồi mình được thưởng 45 USDT thẳng vào tài khoản của mình luôn. Đấy, thế nên là khi mà đăng ký, các bạn đăng ký cập nhật nhiều các cái thông tin từ email này thì có các cái phần quà gì họ sẽ gửi qua email mà các bạn điền ở phía trên luôn. Đó, rất là hay. Rồi, sau đấy các bạn ấn vào tiếp theo. Ok, đến bước này thì nó sẽ yêu cầu các bạn xác nhận email. Thì các bạn hãy đăng nhập 6 cái mã số mà được gửi đến cái email mà các bạn vừa điền vào. Thì các bạn ấn vào cái phần lấy mã này cho mình nhé. Đây. Đó. Thì nó sẽ ghi là email đã được gửi thành công. Đây. Đây các bạn có thể nhìn thấy một cái mail của Binance gửi như thế này này. Confirm. Đấy. Thì các bạn copy 6 cái số này vào cho mình. Đó. 6 con số này vào. Xem mình vào đây. Và ấn gửi. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong bước xác minh email rồi. Bây giờ nó sẽ yêu cầu các bạn xác minh thêm số điện thoại nữa. Thì các bạn điền số điện thoại của mà các bạn đang sử dụng vào đây. Thì họ cũng sẽ gửi cho mình 6 cái số để điền vào để xác minh số điện thoại của các bạn luôn. Rồi, các bạn ấn vào tiếp theo. Ở đây để xác minh điện thoại họ cũng sẽ gửi 6 con số về trong cái số điện thoại của các bạn. Thì các bạn ấn vào phần lấy mã. Rồi, giờ các bạn đợi tin nhắn họ gửi về thôi. Đây, họ gửi về rồi đây, rất là nhanh. Được rồi, sau đấy các bạn ấn gửi. Ok, đến đây thì các bạn đã có cho mình tài khoản trên Binance rồi. Bây giờ thì sẽ đến một trong những việc rất là quan trọng, đó chính là xác minh danh tính. Thì cái việc xác minh danh tính này dùng để làm gì? Thì như Binance quy định, mỗi người sẽ chỉ có một tài khoản ở trên Binance mà thôi. Và để tránh việc gian lận cũng như là lừa đảo, thế nên là họ cần phải xác minh danh tính. Nó được dùng để bảo vệ bạn với các người khác và đồng thời cũng để bảo vệ với các người khác với bạn luôn. Thì mỗi người tham gia Binance mua bán các đồng tiền điện tử đều là những tài khoản chính chủ hết. Ok, đến bước này là các bạn đã có trong mình tài khoản ở trên Binance rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ bắt đầu tiến hành tải app để bắt đầu xác minh danh tính nhé. Thì bây giờ các bạn thoát ra cho mình. Các bạn thoát ra. Các bạn lên App Store. Nếu mà bạn dùng iPhone. Còn nếu bạn dùng Android thì các bạn lên Google Play. Các bạn search cho mình là Binance. Là B-I-N-A. Đây là nó hiện rồi. Binance đây. Đó. Đây. Ở đây thì các bạn tải cái app này xuống cho mình. Binance giao dịch Bitcoin này. Ok,
Ok, sau khi các bạn đã tải xong rồi thì các bạn mở cái app đấy lên. Đây, Binance này. Đấy, nó có thông báo cho bạn ấn vào cho phép. Ở đây nó hỏi bạn sống ở đâu thì ở Việt Nam, các bạn xác nhận. Đây, ở đây thì do là bạn đã có tài khoản rồi, thế nên là bạn sẽ ấn vào cái phần là đăng nhập ở phía dưới này. Đã đăng ký rồi, ấn vào phần đăng nhập ở phía dưới này. Đó. Ở đây thì bạn điền email với cả mật khẩu mà như bạn đăng ký vừa nãy. Ở đây thì nó bắt xác minh thì bạn chỉ cần kéo cái miếng ghép này nó vào cái bức tranh cho nó hoàn chỉnh thôi. Đó, như thế là được. Thì ở lần đăng nhập đầu tiên này, nó sẽ cần phải xác minh cái đăng nhập trên cái thiết bị mới. Nó sẽ yêu cầu các bạn lấy mã xác minh cả ở email và cả ở cái mã di động. Giống như mà mình làm vừa nãy, thì ở xác minh email thì bạn ấn vào lấy mã. Thì nó sẽ gửi cái mã xác minh về cái email của các bạn. Đây, các bạn ấn vào. Đây, cái mã xác minh đây. Các bạn hãy copy vào đấy. Ở phía dưới phần di động cũng thế, bạn cũng sẽ ấn vào phần lấy mã. Thì nó sẽ gửi về trong cái số điện thoại của các bạn. Được rồi đây. Rồi. Sau khi xong rồi thì các bạn ấn gửi. Cái này là bật xác minh Face ID thì các bạn ấn vào bật cho mình. Ok. Ok, sau khi các bạn đã đăng nhập thành công rồi thì các bạn có thể ấn vào phía trên bên tay trái cái hình mà có thằng người đấy, cái đầu nó đang vừa nhìn ấy, đây đây này, đó. Thì các bạn ấn vào phần này cho mình. Đấy, ở trong phần này thì các bạn nhìn vào phía trên bên tay phải. Các bạn cái thứ thấy cái chữ unverified thật đâu? Tức là chưa xác minh thì các bạn ấn vào phần này cho mình. Thì nó sẽ ra cái phần là xác minh danh tính. Thì mình sẽ bắt đầu xác minh danh tính ở đây. Đây, mình sẽ ấn vào bắt đầu ngay. Đó. Thì để xác minh danh tính thì họ yêu cầu là các bạn phải có cái căn cước do chính phủ cấp hoặc là hộ chiếu hoặc là bằng lái xe. Bạn dùng giấy tờ nào để xác minh cũng được. Mình sẽ chọn là căn cước do chính phủ cấp. Các bạn ấn vào tiếp tục. Ok. Ở đây thì họ có một vài yêu cầu đó là cần phải chụp cái hình ảnh chứng minh nhân dân của bạn một cách rõ ràng, không được thiếu này, không được mờ hoặc là không bị lóe sáng. Thì ở đây họ sẽ yêu cầu cả hai mặt của giấy tờ tùy thân. Thì các bạn ấn vào cái phần mặt trước của giấy tờ tùy thân này. Thế, thì nó yêu cầu các bạn là truy cập camera. Các bạn ấn OK cho mình. OK, thì nếu các bạn có một cái mặt phẳng đen như này là tốt nhất này. Hoặc là một cái mặt phẳng trắng. Thì mình ví dụ như đây là cái chứng minh nhân dân của mình chẳng hạn. Đây, cái đây thì mình chỉ ví dụ thôi. Đó. Thì mình sẽ chụp nó thật rõ này. Tức là nếu mà mình chụp nó bị thiếu như này không được nhé. Hoặc là nó bị lóe sáng quá thì cũng không được. Hoặc là bị mờ quá, đây, chụp mờ quá thiếu là cũng không được. Mình phải chụp nó rõ ở giữa màn hình giống như thế vậy. Đây mình sẽ làm ví dụ thôi. Đó. Xong rồi, rồi các bạn ấn vào phần là sử dụng ảnh. Đó, như vậy là được rồi. Tiếp sau đấy thì mình sẽ ấn vào phía dưới để chụp mặt sau của giấy tờ tùy thân. Thì bạn cũng chụp tương tự như phía trước. Đây, thì mình sẽ ví dụ thôi. Đây, chụp rõ ràng như thế này. Đó, rồi các bạn ấn vào phần là sử dụng ảnh. Sau khi xong rồi thì các bạn ấn vào phần là tiếp tục cho mình. Ok, ở đây thì nó sẽ cần phải xác minh danh tính thì bạn cần phải chụp một bức ảnh chân dung của chính bản thân mình để nó so sánh với cả cái bức hình ở trong cái chứng minh nhân dân của các bạn. Thì do ở đây là mình đã làm rồi, thế nên ở đây mình cũng sẽ làm ví dụ luôn. Đấy, ảnh chụp bằng cam thường và là nó toàn bộ khuôn mặt giống như cái bức ảnh nó đang để mẫu ở đây này, thì các bạn ấn vào phần là tự chụp ảnh. Đây mình sẽ chuyển sang cam trước nhé. Đây. Xấu dai quá. Đây mình sẽ bỏ kính ra để cho nó rõ nhất. Được rồi. Sau đấy thì các bạn ấn vào phần là sử dụng ảnh cho mình. Rồi, sau đấy các bạn ấn vào phần tiếp tục. Ok, đến bước này là cái bước cuối cùng rồi. Thì nó sẽ yêu cầu xác minh khuôn mặt của mình, thì bạn chú ý là không đội mũ này, không đeo kính này, không chỉnh sửa hay là cần phải chụp ở nơi đủ sáng. Thì các bạn cần phải xác minh danh tính, nó sẽ quay một cái video ngắn để cái mặt của các bạn thôi, để xác minh rằng bạn là người thật ấy mà. Thì các bạn ấn vào bắt đầu xác minh.
Đây, thì các bạn sẽ phải cho cái mặt mình vào trong cái khung hình giống như ở phía trên này này. Thì mình sẽ bỏ ra nhá, bỏ kính ra, đây. Xin trả dàn. Đấy. Đó, như vậy là các bạn đã xác minh thành công rồi. Và đến bước này là các bạn đã hoàn thành xong tất cả các bước từ lập tài khoản cũng như là xác minh danh tính. Bây giờ thì bạn có thể bắt đầu nạp tiền vào và tham gia mua bán các đồng tiền điện tử ở trên này được rồi. Bạn có thể mua bán Bitcoin, ETH, Dogecoin hoặc là Shiba Inu, tất cả những đồng tiền nào mà các bạn cảm thấy tốt. Ok, và nó sẽ có mail thông báo cho các bạn là các bạn đã xác minh danh tính thành công. Và ở trên nick của các bạn thì sẽ thấy một cái tích xanh chữ verified như thế này. Như vậy là các bạn đã thành công trong việc xác minh danh tính cũng như là lập tài khoản ở trên Binance. Chúc các bạn sớm có được những đồng Bitcoin đầu tiên của riêng mình.